Gió Biển xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Gió Biển đang đi trên con đường D tại xã Hải Chính, huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Hôm nay thì Gió Biển sẽ quay gửi đến quý vị những cái hình ảnh xinh đẹp tại đây. Đó, con đường bộ ven biển, mọi người thấy không? Nó đẹp tuyệt vời bên cái con đường D này. Và bây giờ cái việc di chuyển của người dân từ khu vực cầu Hà Lạng tới đây nó rất là dễ dàng, và di chuyển ra chỗ khu vực Thịnh Long cũng dễ dàng không kém. Ở trên này đó thì vừa xong Gió Biển quay được một chú vừa đi cà kheo đó, bắt được những cái phần tép ở chỗ này đây. Mọi người thấy không? Ở ngoài cái khu vực ngoài kia kìa thì có một cái khu vực cái cống treo đó, một cái cống treo ở ngoài đó, và có một cái phần nhô ra ở đó thì người ta tới hóng biển, và chỗ đó là một cái điểm nhô ra rất là đẹp tại đó. Quý vị có thể nhìn thấy này, chỗ này là người ta đang nuôi trồng thủy hải sản đó, những cái đầm, những cái hồ ở đó. Thời điểm bây giờ là lúc bình minh đó, thì ánh nắng cũng khá là chói chang, nhưng mà Gió Biển cảm giác nó rất là dịu khi mà nó chiếu vào cơ thể mình, cảm giác cái ánh nắng nó không có hề lát nha mọi người. Ở từ xa thì Gió Biển đang thấy có không biết là hai anh chị hay hai cô chú đang lom khom ở phía khu vực gần đó ấy. Không biết là vẫn là đun tép moi hay là làm một cái công việc gì nó liên quan đến biển mọi người ạ. Gió Biển sẽ đi lại chỗ cái khu vực mỏm kia và xem là họ làm cái gì nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ thì có lẽ vẫn là cái công việc đun tép mòi đó. Đó, thấy bác này là bắt đầu di chuyển xuống biển đó, di chuyển xuống biển đó, giữ các cái làn sóng nó dập dềnh ở ven bờ thì bao giờ nó cũng sóng lớn hơn, nhưng mà khi mà ra ngoài xa xa một chút nha mọi người thì cái việc mà di chuyển đó thì nó sẽ đỡ sóng hơn đó. Mọi người cùng quan sát xem là các anh các bác này sẽ di chuyển ra biển như thế nào nhé. Hiện tại thì bây giờ đã ngập đến nửa người rồi mọi người ơi. Đó, và bác đằng này xem nào. Bác đằng này xem là di chuyển như thế nào. Đó, bác này thì có lẽ là đỡ ngược nắng hơn một chút thì Gió Biển sẽ quay được rõ ràng hơn. Và ngoài phía xa kia thì đang thấy là có một cái gần như một cái mủng đó mọi người. Gió Biển gọi là cái mục, người ta chát nhựa đường và cũng gắn thêm cả máy để di chuyển là đó. Đây, đã ngập đến đầu gối rồi mọi người. Chúng ta cùng xem những cái hình ảnh các bác đi ra ngoài biển để đun tép moi và di chuyển. Khi đến cái độ sâu nhất định thì người ta di chuyển bằng cá kheo nha mọi người. Bác này thì ngập đến gần thắt lưng rồi mọi người. Tính có cả cái con sóng nữa thì cũng phải ngập đến. Đó, bây giờ bắt đầu nó vỗ vào người đó mọi người. Nó vỗ vào người sợ. Nhưng mà khi mà qua được những cái đợt sóng lớn như thế này thì sẽ sóng nó sẽ yên lặng hơn. Đó. Chỉ có người dân ven biển người ta hiểu rõ hơn về cái khu vực gần bờ và người ta đánh bắt như thế nào cho nó rất là hợp lý nha mọi người. Đó, bác này thì cũng đang cố gắng ra đấy mọi người, và đội nón luôn mọi người, đội nón luôn đó, chứ không phải đội mũ cối đâu mọi người. Nhưng tỏ là ở ngoài đó thì
Mặc dù ở trên này thấy gió khá là to nhưng mà ra đó thì vẫn đội nón bình thường nha mọi người. Bây giờ thì bác đã đặt gần như cái liều xuống rồi mọi người ơi. Đó, Gió Biển chia sẻ với mọi người những cái hình ảnh mà rất hiếm khi mà quay được. Vì cái máy của Gió Biển nó zoom được xa đó, thì có thể nhìn thấy mặc dù cái hình ảnh nó không được sắc nét lắm nhưng mà vẫn nhìn được mọi người. Gió Biển đã zoom hết mức rồi, Gió Biển zoom đến 20x rồi khi mà quay video. Zoom hết mức rồi mọi người ạ. Hết cái công suất zoom của cái chiếc máy này rồi. Đó, bây giờ thì có lẽ là bác đã vẫn chưa dùng cà kheo đâu mọi người. Cà kheo vẫn đang cầm ở trên tay. Đó, cà kheo vẫn đang cầm ở trên tay. Và có lẽ là khi nào ngập tới phần sắt đó, bây giờ bác với đặt một cái cà kheo lên nhé mọi người, sang một bên chân. Đó, mới đặt một cái cà kheo, chúng ta cùng xem những cái hành động của một người dân chuyên nghiệp đi bám biển sẽ như thế nào. Đặt được một bên chân rồi mọi người ạ. Tiếp tục xem, nếu như mà chống cà kheo lên thì ở cái khu vực này chắc chắn sẽ nhô lên khoảng độ đến cặp quần đấy mọi người. Chúng ta cùng chờ xem, cùng chờ xem là bác ấy sẽ làm như thế nào. Tại vì đây cũng là cái hình ảnh Gió Biển quan sát được ngày hôm nay. Trước kia thì Gió Biển cũng chỉ biết các bác cũng đi cà kheo vậy thôi, chứ cũng chưa biết được rằng là các bác sẽ làm như thế nào để mà ra biển giữa những cái sóng nước mênh mông như thế rồi đi cà kheo lên. Đó, mọi người thấy không? Không biết là đã lắp được cà kheo chưa nhưng mà đó, cao lên một chút rồi mọi người ạ. Có khi là bắt đầu lắp được cà kheo rồi mọi người. Và cũng có thể là chưa, tại vì Gió Biển chưa thấy được là bác đó làm cái công việc đó là đưa liều ra đun ấy. Đưa cái liều ra đun thì mới bắt được tép moi. Bởi vì tép moi nó ở cách bờ khoảng 2-3 đến 500 mét. Mình sẽ di chuyển sang bác này xem nào. Đó, bác này thì đã cầm rồi, đã cầm cái rỉu đun rồi. Đó, hiện tại thì đúng với cái tác phong. Đó, tác phong gọi là đun rỉu. Đó, mọi người thấy người ta đi với những cái động tác đặc biệt không mọi người? Hôm nay thì vô tình Gió Biển nhìn thấy được hai bác đang làm những cái công việc đó là rất là đặc biệt tại đây. Đó, hai bác vẫn đang cố gắng di chuyển đây. Rồi, và đây là cái công việc rất là đặc biệt của người dân bên biển, khá là xa. Đó, mọi người thấy không? Chả nhìn thấy gì cả. Nhưng mà zoom lên thì cũng thấy là cũng khá là ổn. Rồi, và bây giờ Gió Biển sẽ di chuyển tới đây để chia sẻ mọi người một số cái phần ở cái khu vực này. Ở đây thưa mọi người là vào lúc bình minh sáng sớm hoặc là lúc hoàng hôn. Ở đây có rất là nhiều những bác đạp xe đạp rồi ra đây hóng mát. Thì cái quang cảnh rồi cái không khí ở đây nó tuyệt lắm, nó thú vị lắm. Nếu như ai mà đi du lịch một cách đơn giản thôi thì có thể ra đây thử một lần xem sao. Ở đây với lại ở khu vực biển Hải Đông rất là thú vị. Gió Biển sẽ dừng xe tại đây để chia sẻ mọi người nhé. Đây có một số cái xe máy có thể là của mấy bác vừa xong đó, và cũng của cái cô kia là xe đạp đó. Cái xe này nó lại bị hóc một chút mọi người ạ. Phía xa kia đó chính là cái khu vực rừng phi lao của
biển xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Mỗi một cái phần đê biển ấy, thì thi thoảng có những cái cống treo như thế này, có những cái cống treo như thế này để xả nước từ khu vực đồng bằng ra biển. Đó, cống treo rất là cao nha mọi người. Một tầng, hai tầng, gần như là bốn tầng mọi người, nếu mà tính theo cái bậc để mà mình có thể bước lên được. Rất là cao, và cái độ sâu của cái cống này thì gió biển đã vãi chài ở khu vực này rồi. Khi mà bị mắc chài ở dưới đó thì cái hôm nước bình thường như thế này khoảng độ 2,5 m, nhưng mà hôm nước ngập nó phải rơi vào 4,5 m nha mọi người. Cái chiều sâu của cống phai này. Đây, thì gió biển sẽ ra chia sẻ với mọi người nhé. Đây là một cái khu vực phải nói là rất là đẹp. Và cái view của nó thì cũng có một số cái đoàn phim đã tới đây đóng phim rồi mọi người. Gió biển không nhớ là cái phim gì, nhưng mà ở đây là có một cái đoạn ở trong phim đã được xây dựng ngay ở cái khu vực này. Từ đây ra tới đoạn ngoài kia nó cũng rơi vào đâu đó khoảng 150 m mọi người ạ, hoặc là 100 m. Giờ ở cái khu vực này bây giờ thủy triều nó rút ấy, và buổi sáng thì rất là thoáng đạt, và từ xa thì gió biển đang nhìn thấy có một cô là đang lom khom nhặt một cái thứ gì đó. Không biết là cô nhặt một cái điều gì đó, hay là ốc hay là cua. Mọi người thấy không? Nước biển ngày hôm nay rất đặc biệt, xanh mướt luôn mọi người. Đó, thì cái khu vực này được thiết kế lát những cái phần bê tông đó. Đấy, hình vuông này. Rồi đi thẳng ra đây thì người ta cũng thiết kế những cái phần đê. Những cái phần đê nó khá là thoải để mọi người có thể hóng mát một cách rất là tự nhiên. Như gió biển vừa nói thì khi mà bình minh hay hoàng hôn ra đây ngắm biển, mọi người sẽ quan sát được toàn cảnh. Và đây là những cái vật mà cô đó đã bắt được, đó là con ốc mọi người ạ. Đó, một túi ốc rất lớn luôn mọi người. Túi ốc rất lớn. Gần như kiểu là những cái con vật mà nó sống ký sinh trên đá mọi người. Thì chỉ có người dân ở đây người ta biết được, và người ta bắt những cái phần đó có thể về lấy ruột nấu canh. Vừa xong cũng không chắc chắn là con ốc. Và có một lần thì gió biển đã gặp các chị đi bắt, người ta gọi là con hà hay là con gì đó, về lấy cái ruột nó nấu canh rất là ngon. Ồ mọi người ơi, chỗ này thì người ta thiết kế rất là hay đấy. Khi mà ra tới chỗ khu vực này, đó mọi người quan sát thấy không, nó vòng tròn lên một đấy. Và chỗ này mọi người ngồi đây làm ly cà phê ra đây nữa thì rất tuyệt. Gió biển nghĩ rằng là một cái điều vô cùng tuyệt vời khi mà ngắm ở một cái khu vực vùng biển thoáng đạt như thế này. Và thưa mọi người, ở đây có những cái phần đó là gần như kiểu là một cái phần của một cái công trình nào đó nó bị trôi dạt tại đây. Và đến đây thì nó không thể di chuyển được nữa, bởi vì nó khá là nặng. Gần như một cái công trình gì đó của nhà thờ đổ, hoặc là của một cái công trình khác. Đó mọi người thấy không? Đó là một cái bức tường và một cái phần bê tông, gần như kiểu là một cái thành cống hay là như thế nào đó. Và đây thì chia sẻ mọi người, vừa xong chia sẻ đấy các bác bắt moi đó. Bây giờ thì đã dâng hẳn lên cái liểu lên rồi. Đó, một cái công việc rất là đặc biệt. Và bây giờ chú đó đang rũ những cái phần
ở phía trên để cho dốc vào chỗ cái thòng lọng đó, dốc vào cái chỗ cái túi của liều đó, cứ đun một lúc thì sẽ dốc vào. Và phía xa kia thì gió biển đang thấy có một cái mủng cũng đang được ở trên đó bắt cá, bắt tôm, bắt tép đó. Phía đằng này cũng có này, nhưng mà nó hơi ngược nắng bởi vì chính diện mặt trời, mình không thể là nhìn rõ chuẩn hơn được, nhưng mà vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh của một người đang kéo lưới nha mọi người. Với đôi tay thoăn thoắt thì họ kéo lưới rất là nhanh và nó di chuyển cả một cái phần mủng đó. Thì ngoài biển thì rất là nhiều cá, nhiều tôm, nhiều cua, nhiều tép, thì chỉ sợ các bác không có những cái kỹ năng thôi. Còn ra biển tiền rất là nhiều ở ngoài biển đó, biển bạc mà, rừng vàng biển bạc. Và bây giờ các chú này lại tiếp tục lom khom và hai tay cầm hai cái phần của liều để tiếp tục đun những cái phần tép mòi ở đây. Giờ thì gió biển hướng camera là hướng ngoài này xem, chia sẻ đến mọi người nhé. Ở phía rất là xa kia cũng có một chú hay là một anh đó, thì cũng đang lom khom, không biết là zoom có la tới nơi không ấy, vì quá là xa. Gió biển thử zoom xem có thấy không. Hiện tại gió biển đang chỉ thấy những cái phần sóng dập dềnh thôi. Vừa nhìn thấy chú không biết đâu, chú đâu nhỉ? À có mà. Đây rồi. Gió biển đang đứng ở trên đê cao ấy. Zoom xem thấy chú không? Chú đang cũng như hai chú vừa xong thì cũng đang lom khom đẩy để bắt tép moi. Và phía rất là xa kia thì cũng đang có một cái con tàu có vẻ là như là với cái kích thước như một cái chiếc tàu nhỏ nhỏ ấy, gọi là cái thuyền đi, thuyền được chế bằng luồng đấy mọi người. Đó thì cũng đang đánh bắt ở ngoài kia. Mọi người quan sát thấy chú này đang tiếp tục công việc của mình. Và sóng biển ở chỗ này thì nó cũng đánh rất là dữ, nhưng mà có lẽ là người dân ven biển đã quen với cái công việc này, quá quen với công việc này rồi. Một cái khung cảnh rất là sinh động tại khu vực biển của Hải Hậu. Đó, không thấy chú đâu nữa mọi người, quá là xa. Phải zoom hết công suất thì mới có thể quan sát được chú. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển xuống đây cùng gió biển nhá. Xuống chỗ cái khu vực bờ cát này xem có điều gì đặc biệt. Hôm nay thì vào buổi sáng sớm này, nước biển rút đi rất là sạch rồi. Đó, thì nó trơ la những cái phần bãi cát ở chỗ khu vực này. Cảm giác như một cái vùng nó, phải nói là cái bãi biển tuyệt vời ở đây. Đó, mọi người thấy cát sạch không? Chỗ này không hề có rác gì cả. Và trên khu vực này là một cái nơi ngắm biển tuyệt vời tại đây. Ở đằng kia vẫn có mấy người nữa vẫn đang đẩy đưa những cái liều đó ra biển để bắt tép moi này mọi người. Thấp thoáng dáng ai đó. Đó, nhanh thoăn thoắt, và với cái đôi chân chắc chắn của chú này thì phải nói là người ta rất là khỏe đấy mọi người. Rất là khỏe mới có thể làm như vậy. Và chú kia còn đang chạy đấy, đang chạy luôn mọi người. Gánh một cái liều nó cũng khoảng mười mấy cân mọi người ạ. Đấy, và chạy. Và khi mà có tép moi nữa thì nó phải khoảng độ ít nhất phải 20 cân mọi người. Gánh trên vai mà chạy thoăn thoắt vậy thì quá tuyệt vời luôn. Ở đây thì cái khu vực này nó hôm nay nó rút nước ấy, thì nó gần như một cái vịnh ở chỗ này là mọi người. Từ đây vào cái cống treo đây mọi người. Đó, nó gần như một cái hầm, gần như cái hầm chui mọi người. Xuyên qua đê.
những cái ngày bình thường, và tầm độ đến chiều thì chỗ này nó sẽ ngập ngập hết cả chỗ gió biển đang đứng này. Chú kia thì đang bắt đầu di chuyển ra biển đó, tiếp tục cái công việc của mình. Bởi vì ở khá là xa thì không biết là chú hay là cô, nhưng mà chắc chắn là chỉ có đàn ông với đi như thế ở ra ngoài biển phải cần sức khỏe nha mọi người. Rồi và bây giờ gió biển sẽ đi lên trên kia xem là trên kia cũng có một chú có thể là vừa lên đó đấy. Đó thì gió biển lên một chút. Di chuyển trên những cái bãi cát như thế này thì vô cùng tuyệt vời, khi mà di chuyển nó không hề có rác và nó rất là sạch. Từ đây nhìn lại hướng kia thì gió biển đang thấy một cái con đường mở ra cho gió biển di chuyển rất là đặc biệt. Đó chính là nó sẽ xuyên chéo lên cái góc đê kia. Đấy, nó sẽ xuyên chéo lên góc đê kia. Đó, không có những cái gờ này nên mình đi dễ đi hơn. Và ngay chỗ cái khu vực này nó tạo lên một cái gần như một cái đoạn nứt nẻ đúng chỗ cái tâm này, nên là không ảnh hưởng gì đến đê. Và ngay khi thiết kế xây dựng cái phần đê này, người ta cũng xẻ những cái phần lãnh ngang dọc này để cho cái sự giật về cái sự va đập của sóng vào khu vực này nó không bị ảnh hưởng gì nhiều, và đê nó vẫn cứ là rất là chắc chắn. Hoa mướng biển ở đâu cũng có mọi người, quanh quanh ở biển này mình có thể bắt gặp rất là nhiều. Đây gió biển đang thấy một chú. Chú đun tép moi à chú? Ừ. Được nhiều không chú? Bây giờ bắt đầu đi đun. À bây giờ bắt đầu đi à? Cháu tưởng được lên rồi, vừa thấy mấy chú dưới kia đun. Ừ. Này là đi cà kheo này là hơn mét à chú? Ừ, cái này là ngắn nhất. À ngắn nhất à? Ừ. Cái dài nhất là mấy mét à? Cái dài nhất thì nó tầm khoảng 4. Gần 4 mét à? Chắc phải có kỹ thuật cao mới đi được. Tại vì hôm nay sáng sớm là biển, thế các chú đi bắt moi bắt tép chẳng mấy khi là buổi sáng đâu. Cái nãy ở dưới kia nên được mấy chục cân. À được mấy chục cân ạ? Vậy thì đó thì chú cũng có chia sẻ là được mấy chục cân đó, mấy chục cân tép moi, hay là cũng được đấy mọi người. Gió biển tính là nếu như mà bán cho một số thương lái ở chợ thì với giá 15.000 thôi. Gió biển tính đơn giản vậy, 15.000 một cân, 150, 150 được 10 cân, cũng thu nhập khá đấy mọi người. Thu nhập cũng khá đấy mọi người. Rồi, và gió biển vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh rất là đặc sắc tại biển vùng quê Hải Hậu, và những cái công việc của người dân tại đây khi mà vào sáng, buổi sáng sớm đi đun tép moi như thế nào. Gió biển xin chia sẻ đến mọi người để mọi người hiểu hơn về cái công việc của các chú tại đây và những cái khung cảnh đẹp tại đây. Mọi người nếu như mà ở nơi xa thì có về Hải Hậu thì hãy đến đây một lần trải nghiệm xem sao. Video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.